nhìn xung quanh có vô số con cá mập nhưng cậu không hề sợ hãi, bởi vì những con cá này đều là bạn tốt của cậu. Cậu bé cùng bố mình sống ở bờ biển, mỗi ngày họ sẽ mang đồ ăn ngon đến cho những con cá. Piggy, Eggbat and Kraken. Nhưng mà đột nhiên có một ngày, một lốc xoáy khổng lồ đã làm đảo lộn cuộc sống của cậu. Bố đã bị sóng cuốn đi, cậu bé tuyệt vọng, một mình lênh đênh giữa biển, một đàn cá mập vây quanh, có một con cá mập nhận ra nó. Don't take a bite out of him, boys. He's a friend. Cậu được đàn cá dẫn đến hang động, cá mập dạy cậu cách hít thở dưới nước, dạy cậu bơi, dần dần cậu mọc da, mang của cá mập và hàm răng sắc nhọn, sau lưng còn mọc vây cá, cậu bé cá mập dần dần trưởng thành. Ngày này, cậu gặp được một cậu bé đang câu cá ở bờ biển, mắc lợi dụng lúc bố mẹ đang cãi nhau, dẫn cậu bé cá mập về nhà, còn làm cho cậu một bể cá vô cùng to. Cậu bé cá mập kể rất nhiều chuyện ở biển, mắc viết lại những câu chuyện này vào quyển sổ, lúc bọn họ đang vui vết chia sẻ câu chuyện thú vị. Một cô bé tóc hồng đến nhà của Mark, trên người cô bé có dung nham chuyển động. Cô bé dẫn theo cậu bé cá mập về hành tinh sụt xịt, bởi vì ở đó đang xảy ra một chuyện vô cùng nguy hiểm. Nhưng cậu đã chia sẻ câu chuyện thú vị này cho bạn cùng lớp nghe, nhưng nhận lại là sự công kích của mọi người. Thầy giáo hỏi mọi người, có ai tin câu chuyện này là thật không? Not true. It's just a made up story. Nhưng lúc này bên ngoài đột nhiên có trận gió lớn, thầy giáo vội vàng đến đóng cửa, các bạn học cũng sợ run cầm cập. Trong lúc hỗn loạn, quyển nhật ký của Mark bị bạn học Linus trộm mất, cơn lốc xoáy đang dần đến đây. Thầy giáo vội vàng trốn dưới đất, cô gái dung nham và cậu bé cá mập vậy mà đến rồi, các bạn học đều bất ngờ. Thì ra câu chuyện trong nhật ký của Mark là sự thật, bọn họ đến để tìm kiếm sự giúp đỡ của Mark. Trên người cô bé đang chảy dung nham, đi qua mấy quyển sách đều bị cháy. Cô gái tìm thấy Mark, mời cậu cùng đi giải cứu hành tinh sụt xịt. Dưới sự ngưỡng mộ của mọi người, ba người lên tàu vũ trụ cá mập, bay ra ngoài vũ trụ, bắt đầu cuộc giải cứu nguy hiểm cho hành tinh sụt xịt. Ba đứa bé vào một sơn động. Ở đây có một thiết bị người máy tự động. Well, well, well. If it isn't Shark Boy and Lava Girl. That's why we have to stop you. You and what army? Bọn họ phải ngăn chặn ông lão người máy này phá hủy hành tinh sụt xịt, nhưng người máy gọi ra một đội quân, bắt đầu bao vây ba người, cậu bé cá mập xung phong đánh lùi bọn chúng, cô bé dung nham cũng không chịu yếu thế, cả người phát ra dung nham nhiệt độ cao, sau đó bay lên trời, chỉ thấy tay của cô bé bắt đầu phun lửa, không ngừng nhắm đến ông lão người máy, nhưng sự phòng ngự của ông lão quá lớn, không chịu vết thương nặng nào. Bên cạnh đó, cậu bé cá mập vẫn đang đối phó với những ổ cắm, nhưng đội quân của ổ cắm quá nhiều, kết quả bọn họ đều bị ông là người máy bắt lại, còn bị ném vào nghĩa địa của những giấc mộng. Ở đây Mark nhìn thấy con robot mà ngày còn nhỏ mình mơ, bởi vì Mark đến, người máy vậy mà tỉnh táo rồi. Ngày máy sau khi tỉnh táo, đưa ba người rời khỏi nghĩa địa của những giấc mộng, ba người đến vương quốc của sữa. Chân của cậu bé cá mập dính gì đó, thử mới biết đó là sô-cô-la. Lúc này bọn họ đang đứng trên một chiếc bánh. Ở trên đường mọi người nhìn thấy toàn là các loại đồ ăn. Đúng lúc này có hai người to lớn phát hiện ra bọn họ, bảo họ lấy chiếc bánh định cắn vào miệng. May mắn ba người đã nhảy xuống, mới thoát được một kiếp nạn. Mark thử dùng ý niệm để tạo ra đồ vật, một chiếc xe máy cá mập xuất hiện, nhưng kết quả trong mơ Mark quên mất, đổ dầu cho chiếc xe. Đúng lúc này ông lão điện tử dẫn theo bầy tùy tùng của mình, xem ra phải có một trận chiến nữa rồi. Lúc này cô gái dung nham bắt đầu yếu đi, bị treo lên, may mắn có cậu bé cá mập bảo vệ. Tuy rằng cậu mạnh hơn địch, nhưng địch quá nhiều, trong trận đấu gian khổ này mình cũng bị ngã xuống đất. Trong lúc quan trọng dị năng của Mark bộc phát, trong ảo tưởng Mark nghĩ ra một thuyền chuối, không kịp suy nghĩ gì mấy người leo lên thuyền rời đi, lại lần nữa thoát được bầy tùy tùng. Bọn họ đến thế giới của tuyết, chỉ cần lấy được pha lê trái tim của công chúa băng giá, bọn họ có thể đánh bại ông già điện tử. Nhưng lúc bọn họ đang đi ở sông băng, lại gặp phải mai phục của lão già, cuối cùng bọn họ vẫn bị bắt, lại bị đem tới nghĩa địa giấc mơ. Nhưng khi người kia quay người lại, Mark không dám tin, thì ra tất cả đều do Linus làm ra. Linus thay đổi tình tiết trong quyển nhật ký, khiến cho hành tinh sụt xịt hỗn loạn. Sau khi Linus khoe khoang thì nhốt mấy đứa vào chiếc lồng sắt, cậu bé cá mập càng nghĩ càng giận. Trong thời khắc quan trọng cậu bùng phát, cắn đứt chiếc lồng sắt này, hai người bò theo chiếc lồng. Nhân lúc Linus đang ngủ lấy đi quyển nhật ký, Mark nhìn qua giấc mơ của mình, thì ra lấy trái tim pha lê của công chúa băng tuyết mới có thể cứu hành tinh sụt xịt. Bọn họ trượt theo ống băng đến cùng điện tuyết. Đúng lúc Mark lấy được trái tim pha lê, cột tuyết phá vỡ trái tim pha lê rơi xuống, cô bé dung nham vội vàng lấy thì bị đông thành băng. Lại làm vệ sinh thức dậy, bọn họ bị đưa đến trước mặt công chúa băng giá. Vậy mà công chúa này lại là bạn học cùng lớp, đây là có liên quan đến nhau. Công chúa trực tiếp lấy trái tim pha lê thật đưa cho Mark. Không suy nghĩ gì, bọn họ cưỡi cô gái dung nham rời khỏi đây. Nhưng thời gian bọn họ sắp hết rồi, khi Mark lấy ra trái tim pha lê, khi thời gian đến, trái tim pha lê lại không có tác dụng gì. Cô bé dung nham cuối cùng cũng phá vỡ được băng tuyết. Cô bé nói cho Mark, chỉ có bản thân công chúa người có thể điều khiển được trái tim pha lê. Đúng vào lúc này, lão già điện tử đã đuổi đến. Cậu bé cá mập vội vàng nhảy xuống, vậy mà trong nước lại đầy lươn, khiến cậu bé bị giật điện bất tỉnh. Trong thời khắc quan trọng cô bé dung nham nhảy xuống cứu cậu bé cá mập, nhưng cơ thể của cô là thuộc hỏa nên khắc với nước, tuy rằng có thể cứu được cậu bé cá mập, nhưng chính mình lại bị hôn mê. Cậu bé cá mập sau khi tỉnh lại nhìn núi lửa ở đằng sau mình, không nói lời nào ôm kiểu công chúa chạy.
chạy cấp tốc đến ngọn núi lửa, cô bé dung nham bị ném vào dung nham. Một s sau, cô bé dung nham hồi phục lại, thậm chí có một năng lượng càng mạnh hơn. Mark tự mình thức tỉnh siêu năng lực của mình, bây giờ đã thành người tạo ra thế giới này. Mark tìm đến Linus, Linus tấn công Mark, nhưng Mark đã dùng bong bóng để hóa giải sự nguy hiểm này. Có một cơn mưa não, Linus đang bình thường thì thành cậu bé đầu to. Đồng thời, Mark dùng sự lương thiện để cảm hóa Linus, hai người cuối cùng cũng hóa giải mâu thuẫn. Nhưng ông lão điện tử lại không cam tâm, ông chuẩn bị đến địa cầu để tấn công. Cô bé dung nham nói chỉ cần cậu tin, giấc mơ sẽ trở thành hiện thực. Mark nhắm chặt mắt lại, giây tiếp theo cậu tỉnh lại ở trong phòng học. Nhưng ở trong thế giới hiện thực, bọn họ không có năng lực siêu nhiên. Ông lão điện tử ở đây gọi gió tạo mưa. Thầy giáo đã nhận là mình chính là nguyên hình của ông lão điện tử. Linus dũng cảm chạy ra đằng trước. Kết quả năng lực siêu nhiên của ông lão khiến mông cậu nở hoa. Trong thời gian ngắn mọi người không biết phải làm sao. Nhưng trong lúc này Mark lại tìm thấy trái tim pha lê. Cậu đã nhận ra người bạn đeo kính chính là công chúa băng giá ở trong mơ. Cô bé đeo kính đi đằng trước, giơ tay mình hiện là một luồng sáng. Ông già điện tử vừa nãy còn hung hăng, bây giờ đã đông thành băng. Cứ như vậy mà nổ tung, ông lão điện tử hóa thành tuyết. Các cậu bé đã hô hào mà chạy ra ngoài. Thế giới muôn sắc màu mới là giấc mộng đơn thuần của trẻ thơ. Buông tay để trẻ em làm việc mình thích đi. Kỷ niệm của tuổi thơ là kho báu quý giá nhất.